Vâng, thân chào mọi người, chào quý khách hàng, chào buổi tối vui vẻ. Hôm nay thì vẫn xuyên suốt cái quy trình là sẽ truyền thông giới thiệu quảng bá và các hàng nông sản của Nguyễn Thiêm. Hôm nay thì Nguyễn Thiêm lên live hơi muộn một chút. Thông thường mỗi hôm là tầm khoảng 8 giờ, có thể sớm hơn cũng tùy. Nhưng hôm nay thì có một chút công chuyện đi ra ngoài thì vẫn mới quay về. Tranh thủ nói chuyện với khách hàng mình một chút, với mọi người một chút, chắc có lẽ chỉ nói vài phút cũng không nói nhiều. À, thế nhưng cố gắng làm sao là truyền thông theo cái hướng là chỉ cần nhìn thấy mặt là biết rồi, chỉ cần nhìn thấy là biết ngay ông làm nông sản ở Gia Lai, ông làm hạt điều, ông làm cà phê bột, ông làm hạt tiêu, ông làm măng khô, rồi ông làm mật ong. Chỉ cần mọi người nhớ như thế là ok rồi, là tuyệt vời rồi, sẽ từ từ từng bước là tự tìm hiểu rồi sẽ thông qua cái hình ảnh này, thông qua cái buổi nói chuyện như vậy với khách hàng của mình thì để mọi người tìm hiểu, mọi người sẽ sử dụng sản phẩm. Chào bạn nhé, chào bạn Hà Cát và Gió, chào bạn, chào buổi tối vẻ, chào Trường Bùi. À, cũng không có gì nhiều đâu, cũng chỉ có loanh quanh ba câu chuyện là nông sản này cũng là cái cách thức bán hàng, rồi là cái kiểu bán hàng, rồi là cái chế biến như thế nào, cái quy trình sản xuất ra làm sao, rồi là những cái là tiêu chuẩn tiêu chí đến đâu. Thực ra mà nói cũng chỉ là cái cách để mình show cái sản phẩm của mình, thay vì phải gào lên mà mọi người vào mua hàng đi, thay vì gào cam kết mọi người, thậm chí này có những cái chiêu trò rất chi là hài, bán thậm chí bán những cái sản phẩm nó cứ dưới cả nhà giá thành nhà sản xuất luôn luôn bằng mọi giá. Theo như mình, quan điểm của mình thì kinh doanh thì chả ai ta bán dưới giá sản xuất, dưới giá thành nhà sản xuất, trừ trường hợp là gì mà quá đắt quá hạn hoặc lỗi mốt lỗi sai vứt đi. Lỗi mua lỗi sai vứt đi thôi thì người ta mới ấy thôi, chứ còn không thì bình thường ai người ta bán như thế. Ê, kể cả các chiêu trò marketing, làm marketing cũng làm một sản phẩm mà ông bán, là kể cả ông làm ông cướp thị trường chăng nữa thì cũng. Chào bạn Nam nhé, chào anh Phan Đình Thắm ạ, chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Em cũng chỉ tranh thủ vậy là mỗi tối thì truyền thông quảng bá giới thiệu với mọi người với đặc sản quê hương Gia Lai mình, mà đặc biệt với vùng một xã biên giới của huyện Iagrai. À, thì cũng cũng chủ yếu là truyền thông giới thiệu quảng bá chứ không không mang tính chất là gì, không gào toáng với mọi người vào mua hàng đi, vào mua hàng đi. Một là gì, sản phẩm mình khi đủ chỉn chu, khi đủ tiêu chuẩn tiêu chí rồi thì sẽ không bán rẻ đấy, mà đặc biệt là không có những chiêu trò cái vậy là gào lên là bán rồi là kèm khuyến mại, kèm khuyến mại rồi là kèm những cái khác, là bên Nguyễn Thiêm sẽ không làm chuyện đó, mà cố gắng là làm sao là phục vụ khách hàng bằng cái sự tử tế từ tâm, tức là có gì làm đấy, có gì nói đấy, nói đúng nói đủ và bán đúng bán đủ thôi, đã là tuyệt vời rồi. Chứ còn bên kinh doanh thì nhiều chiêu trò, có người ta giở những cái chiêu trò, nhiều những cái thủ đoạn, rồi nhiều những cái nó không 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 thích. Thế rằng là cuộc sống bây giờ là thật giả nhiều khi lẫn lộn lắm, nhiều khi cái giả thì nên ngôi, cái thật thì lại khó. Nguyên cái chuyện làm thật thì nhiều khi cũng rất là khó bán này, chứ không phải là cứ có thật mà có được đâu. À, Nguyễn Thiêm thì có những cái sản phẩm rất chi là đặc thù địa phương, ví dụ như là hạt điều thì cũng cũng nhiều tỉnh trồng được, nhưng mà với Gia Lai mình thì rất ít những nhà chế biến, thế là mình sẽ cố gắng xây dựng cái thương hiệu địa phương để mọi người biết rằng là hạt điều Gia Lai, hạt điều Gia Lai nó rõ ràng như thế, tại vì Gia Lai là một tỉnh là cũng cũng có sản lượng hạt điều rất lớn, mà đặc biệt cái huyện Iagrai nơi Nguyễn Thiêm đang ở và làm việc đây này, nó có cái sản lượng hai huyện liền nhau, mà đặc biệt cái khu vực xã mình và xã bên cạnh nó rất chi là nhiều sản lượng điều, theo thống kê là rất chi là lớn. Thế nhưng mà không có một cơ sở, một cái đơn vị nào sản xuất hoặc chế biến hoặc là làm thương hiệu cho nó lớn, để cho nó lan tỏa rằng bà con mình cũng biết rằng là cái sản lượng, cái chất lượng hạt điều Gia Lai cực kỳ tốt, rất chi là ngon. Kể cả những chuyên gia trong ngành người ta làm thì người ta phải khẳng định là điều Gia Lai ngon. Thế mà cái mình có một cái sản phẩm ngon mình không show ra, mình cất đi ấy, thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả, thế bắt buộc là mình phải show ra cho mọi người biết, à sản phẩm hạt điều của ông ngon thế này, ngon thế khác. Rồi là gì, cà phê cũng thế nhé, cà phê thì so với một số tỉnh Tây Nguyên thì Gia Lai cũng có cái lượng cà phê rất chi là nhiều, nó đặc hữu đặc thù, thế mà cũng rất ít đơn vị làm hoặc là làm cũng chưa đến chẳng hạn như thế, thì mình cũng cố gắng, sản phẩm cà phê thì nó cũng nhiều nhưng cố gắng xen vào biết mọi người biết rằng là à Gia Lai cũng có những cái đơn vị cà phê như thế hoặc có những loại cà phê như thế. Rồi mấy năm gần đây thì Nguyễn Thiêm làm thêm cái sản phẩm măng tre, cái măng tre thì trước đây thì cái sản lượng ấy rất chi là nhiều, đặc biệt trong rừng rất nhiều, nhưng mà vài năm gần đây
thì cái sản lượng ấy nó mất đi rất chi là nhiều. Và đặc biệt là với đồng bào địa phương đây thì cái nguồn lợi thiên nhiên ấy là gần như bị cạn kiệt, mà nếu mà không có biện pháp thay thế và dự phòng thì nó thứ nhất là mất đi cái nguồn thực phẩm, tại chỗ, lẽ ra là bà con mình rất dễ dàng vào trong rừng lấy về mà dùng được, nhưng bây giờ nó không còn nhiều để mà lấy về dùng nữa. Chào em luôn nha, chúc buổi tối vui vẻ. Không còn lấy tự nhiên lấy về để dùng về mà trồng nữa, thay vì săn bắt hái lượm thì mình chuyển sang thời kỳ trồng trọt chăn nuôi đi, tạo sản phẩm tại chỗ, rồi tạo cái sinh kế tại nơi mình ở, rồi tạo cái phong trào cho bà con cùng làm. Rồi đây không phải tạo phong trào để mà là đú chen hoặc là để mà gì nhỉ bán giống đâu. Là những cái chiêu trò là không nên dùng nữa, mà nó dùng nó không nên hại mình hại người nữa, mà phải là gì tạo sinh kế thực sự, mà mình phải đi tắt đón đầu, tạo được cái cách là xây dựng thương hiệu, làm cái sản phẩm thật tốt để đưa cho khách hàng của mình, để rồi đến lúc bà con đồng hành cùng với mình có thể là tạo cái điều kiện là thu mua sản phẩm người ta cùng nhau làm, hoặc là khi mình có cái quy trình chuẩn rồi để mà đưa cái quy trình chuẩn đấy để cho khách hàng biết là cái sản phẩm mình nó có chứng nhận, có chứng chỉ, thì có công nhận chứng nhận rồi. Rồi hai nữa là ngoài chứ công nhận chứng nhận nữa là giấy tờ nữa, nhà nước đồng hành và giám sát nữa, thì mình phải làm thật tốt, hơn nữa. Từng ngày mình tốt hơn, đưa sản phẩm mình tốt hơn ra ngoài thị trường để khách hàng biết được rằng là cái sản phẩm nó xứng đáng với cái sự chi trả của khách hàng, mà thậm chí mình làm sao mà vượt trên cả sự kỳ vọng của khách hàng nữa, thì tại sao lại phải dùng cái chiêu trò khuyến mãi, tại sao lại phải dùng cái chiêu trò hạ giá mức độ cùng kiệt. Mình thì đặc biệt những thêm thì không 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 bán rẻ mà không hạ giá mà không kèm khuyến mãi, nó rõ ràng thế, mà phải chăm sóc khách hàng mình bằng sản phẩm là lần này tốt rồi nhưng lần sau là còn bất ngờ hơn nữa, nó phải tốt hơn nữa, thì đó là cái mục tiêu nó tốt hơn nữa, chứ không phải là chỉ dừng lại cái chỗ như thế, mà cũng không không dùng chiêu trò bán hàng bằng mọi giá. Với khách hàng Nguyễn Kim thì đa phần là đều được khuyến mãi, bất cứ ai đi qua này đều được hỏi, nếu như chưa phải khách hàng cũ, nếu khách hàng đầu tiên vào thì chắc chắn nếu có hỏi mua 5 kg cho tất cả loại sản phẩm đều được Nguyễn Kim khuyên là chỉ nên mua một thôi, chỉ nên mua một thôi, đấy là gì phải để trải nghiệm đã, phải để xem đã, tại vì sản phẩm mình nó không hề rẻ, nếu mà rẻ thì các bạn có thể mua về, nếu mà ở rẻ quá ăn không ngon vứt đi cũng được, nhưng cái sản phẩm đắt mua về mà phải vứt đi sẽ rất là lo lắng. Mà Nguyễn Tiên cũng không muốn là gì, không muốn là cái tên của mình mà cái sản phẩm của mình, đứa con tinh thần mình đặt ra mà lại bị là bị đối xử nó không đúng. Thế nhưng mình muốn cho khách hàng đối xử không đúng thì mình phải làm thật tốt, quan điểm Nguyễn Tiên đấy, mà tốt hơn từng ngày, cứ mỗi ngày phải tốt hơn, trong cả cách làm, cách nói, rồi tốt hơn trong cả cách chăm sóc khách hàng của mình. Khách hàng sẵn sàng chi trả, như mới chiều nay mình có xem một bài báo là gì, Việt Nam mình bỏ ra hàng tỷ đô để nhập khẩu gạo. Đó. Thì mình nghĩ rằng là đây là cái vấn đề cũng 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 là nông nghiệp. Thế nhưng mình cũng nghĩ nó thấy là Nguyễn Thêm cũng nghĩ là nó thấy có một gì đó nó hơi chạnh lòng một tí. Tại vì sản phẩm Việt Nam mình có cái gạo ST25 là ngon nhất thế giới. Thế nhưng đại bộ phận người dân đều không biết, mà trong khi đó là cứ đi nhập gạo những cái gạo những cái thứ để làm để chế biến thì mình không không, không rõ, nhưng mà ở một góc nào đó mà sản phẩm mình có nội tại, mình có tại nguồn rồi mà mình phải đi nhập về nữa thì vấn đề rất lớn. Đặc biệt là những sản phẩm Việt Nam rất tốt, ví dụ cả cả cà phê này, hạt điều này, hạt tiêu này, mật ong này, nó sản phẩm đặc trưng của Gia Lai mình rồi, sản phẩm rất tốt rồi, thì Nguyễn Thiên sẽ cố gắng phấn đấu. Hôm nay thì chắc có lẽ cũng chỉ tranh thủ lên live với mọi người một chút thôi, chào Nguyễn Thanh nhé, một chút thôi, tại vì cũng muộn rồi mà cũng không nói nhiều, nhiều khi nó không hay. Mọi người có thể thông qua những cái kênh truyền thông thì để mà tìm hiểu Nguyễn Thiêm, rồi xem cái cách làm việc, rồi là xem những cái lời nói của mình có đúng không, thì có thể sử dụng sản phẩm, rồi nếu như mà ngon hoặc là đạt mà đúng như ý đồ ý định nữa thì ủng hộ Nguyễn Thiêm, mà Nguyễn Thiêm cũng mong muốn được phục vụ khách hàng mình không phải một lần mà phải là nhiều 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 lần đấy. Thân chào mọi người và hẹn gặp lại, chúc mọi người buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình livestream của mình, thân chào và hẹn gặp lại. Chào thân mến.